Xin chào tất cả mọi người, An quay feedback của chị Thương ở Phú Quốc, Kiên Giang nha. Chị Thương này ở thị trấn An Thới này, chị có sử dụng cao dán tắc tia sữa này. Thật ra là mình sẽ kéo lên là chị mua từ ngày bao nhiêu nha. Cái này là mình gửi xe nha, mình sẽ gửi xe Trần Quyền về Phú Quốc cho chị là ngày 17 tháng 7 này. Lúc 6 giờ tối nha bạn. 6 giờ tối ngày 17 tháng 7 thì chị Quyên có gọi điện thoại này. Thì mình có báo chị ra nhà xe này nhận này ha, mình kéo xuống nhá. Lúc 7 giờ 21 lúc sáng ngày 18 á thì chị có nhắn tin là em ơi sao dán tối qua tới giờ vẫn thấy không hết vậy, cục cứng ở ngực vẫn vậy à. Thì lúc này chị rất là lo lắng, chị mới có dán khoảng chừng một đêm thôi mà cục cứng chưa hết nên chị lo lắng, chị nhắn tin cho mình. Tuy nhiên mình có nói này, thật ra cục cứng thì nó chưa tan nhanh đâu, nó chỉ giảm đau và hạ sốt nhanh cho mình thôi. Còn cục cứng thì phải để dán tới khi nào tan mới khỏi. Thường trường hợp mới chớm thì 1 đến 2 ngày, còn trường hợp quá thì nó sẽ lâu hơn nha các bạn nha. Miễn làm sao mà mình để mình dán tới khi là khỏi thì thôi. Mình kéo xuống này nhá. Nói chung chị phản hồi, mình kéo nhanh xuống nhá. Hôm nay này, hôm nay là ngày 19 tháng 7, tức là chị dán được 2 ngày nha mọi người. Em gái chuẩn nhé, đã khỏi và khỏe hẳn nhé, cảm ơn em nhiều. Thì sau khi chị sử dụng cao dán An xong rồi, chị thấy hiệu quả. Thì chị tin dùng luôn, là chị nói là gửi cho chị thuốc chữa mụn và chị thâm nám luôn. Thì các bạn ơi, nếu bạn nào đang bị tắc tia sữa và đang rất là cực khổ để vận lộn với cái tình trạng đau và sốt và nhức, thì lời khuyên chân thành không phải là từ người bán cao dán mà là từ người phân phối, là từ người được gọi là sau khi điều trị cho hơn 10.000 ca tắc tia sữa. Thì các chị và các mẹ cố gắng làm sao đó lấy cao An thật là sớm dán vô để cho mình nhanh khỏi bệnh ha, để chăm các bé yêu thương của mình. An sẽ làm những feedback chất tiếp theo để cho mọi người theo dõi. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ.